Thì trước khi vô video thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để đăng ký kênh và like video, chia sẻ video cho mình để có nhiều người biết đến cho mình, để làm động lực mình làm những clip hay hơn nữa cho bạn xem các bạn. Hôm nay mình làm clip quay lần lọt tiếp theo các bạn ơi. Thảo ngày quá trời mưa gió bão. Bão số 4 cho nên cái gì cũng ế hết á. Đi làm clip làm cũng không được luôn. Hôm nay thấy nó cũng hơi đỡ đỡ mưa, mình làm clip cho bạn xem tiếp nha. Rồi bây giờ hai anh em mình tới điểm đặt các bạn ơi. Bữa nay mình đặt mình kiếm mồi về mình làm món ăn các bạn. Hôm ngày mưa gió mình đi đặt không có được, cho nên hôm nay cũng gắng làm clip để các bạn xem và ủng hộ kênh mình nha. Thì trước khi vô video thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để đăng ký kênh và like video, chia sẻ video cho mình để có nhiều người biết đến cho mình, để làm động lực mình làm những clip hay hơn nữa cho bạn xem các bạn. Đó, bây giờ là anh mình đang đặt đó. Chào bạn. Thì bữa nay có thể là mình đặt cua các bạn, không có đặt tép. Thì nói chung dính gì bắt đó luôn các bạn ơi. Có nào đặt cua mà vô gà không? Đấy, đâu cũng được mà. Thì hôm có bữa mình có đặt cái clip clip quay tép các bạn. Bữa đó mắc công chuyện lu bu quá cho nên không có làm món ăn quay cho bạn xem được. Lần này nhất định mình phải làm món ăn để cho các bạn xem nha. Đây cái này các bạn ơi. Rồi cái lửa chắc. Rồi tiếp tục đi đặt những cái lọ tiếp theo đó các bạn. Và hãy cam ngon không? Thử nghiệm thử cái cục bé thử. Ừ, cũng được. Thử coi nó sao. Nước ra quá khô bạc luôn. Phải sáng nhiên chút, đừng có trên quá. Mộc mộc thử hả? Mộc thử đi. Mộc thử mình để cái trên trên thử. Ừ. Thử coi nó sao. Thử mưa cây cầm. Này nó phải vuốt cái đài mới được quá. Chị vuốt đài gì? Cắm. Sắp sửa bao giờ bỏ số 5 nữa. Ô vừa khô các bạn ơi. Quá trời vừa khô rụng các bạn. Bảo tới vừa khô rụng. Kệ quá. Ơi. Có vừa khô rụng kìa. Rồi. Cái vừa nè. Đâu ơi ơi rụng rồi kìa ơi ơi kìa các bạn thấy không, mình nói lỗi nghĩa địa các bạn. Nghĩa địa này lúc đó mình đi qua đây mình đặt gắn các bạn, mình có mấy clip mình đặt gắn, mình ra đây mình có đặt gắn đang thời gian nè. Bây giờ người ta làm nó trống trải quá, chắc đặt gắn không có đâu. Bây giờ ta làm hơi trống, ta bằng cỏ rồi hết tùm rồi. Giờ đa số đây lên vườn chân ha. Mà hỏi mẹ với anh Sang có ra đây đặt ra gắn nè. Đặt bên cái địa. Mẹ bữa nước gì mình má đi trả lập đây. Thì cái này hôm nay mình chỉ đặt thôi các bạn, mình chỉ đặt là bữa nào mình tính đi đặt cua thử cho nó làm sao thôi, còn mời mới có clip đi thăm các bạn ơi. Tại vì mình đặt này là đặt chắc chiều, cho nên để ăn đêm rồi sáng mình mới đi thăm, mấy cái clip đi thăm các bạn. Má
nước nhóm thì anh đặt trắng con ở dồn. Bộ là giờ làm ấy nha anh ha, ba kiếm súng chẻ nào đưa lên đây gùi chuột bữa. Má đã quên chi em mấy lạp cho mấy nấm mối đó trọng bổ vậy. Bổ bạn mới thuốc. Thuốc vô ông thầy hả? Vô luôn đó. Vô ông thầy rồi, rồi bắt đầu cái đập dẹp lợp luôn. Sao bắt? Thủ mới sách gì luôn cái đập. Giỡn hoài rồi. Ờ con gì cháy dữ vậy? Cây vậy? Má mẹ này thơm vô. Thơm à? Lên nước mà không có làm kìm bu lên liền hết. Ồ. Êm à. Má làm kìm bu. Còn 3 cái nữa hả? Mình đặt được 7 cái rồi, còn 3 cái nữa các bạn ơi. Mương này mà phải đứng bị tép đi hay là thôi đặt ra cứng lạp luôn. Mương này hả? Ừ. Dữ lắm tép hả? Đó thiệt mà lúc đó thiệt cái là thấy đủ móng nôn luôn đó mà. Tại cái này chứ không? Thật cao bỏ lấy luôn. Nó giờ đi cầm. Mới mình thiệt đây hoài mình lấy mà ai dỗ vậy? Không có đâm mà dọ. Rồi còn hai cái nó hết lợp các bạn ơi. Thì mai sẽ có kết quả ra sao các bạn. Thì mai mình đi lên thăm mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và hôm nay mình chỉ là quay để mình đi đặt thôi, cái cách đặt sao thôi. Hôm nay trời quá đẹp. Bảo rồi bạn ơi. Hết số 4 tới số 5. Bảo hoài hết vốn luôn. Hết vốn sao vậy? Ủa gài nắp này không? Gài nắp sáng cái lập không à? Nhớ đặt trên gió nha các bạn, đặt dưới gió không dính nhiều các bạn. Mình đặt mình đặt trên gió. Cho mũi bay các bạn. Mũi bay xuống. Nãy mình coi mương nó hứa mấy rồi lưng. 1, 20 qua wow. Rồi kế bên này rồi cách ăn bay. Rồi cái này nữa là xong rồi các bạn ơi, thì mình xin kết thúc clip ở đây các bạn. Và để ngày mai các bạn sẽ có cái clip mà mình đi thăm coi kết quả là sao nha. Thì mình xin kết thúc clip ở đây các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn dạ. Các bạn ở clip sau đi. Trời ơi ngon nè. Ừ cháy. Ở chính nè. Quá trời đã rồi.